Xin chào các bạn. Ở bài học trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn những cái nhóm nội dung, cách xây dựng nhóm nội dung chủ đề cho từng persona. Ở bài học này thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn những cái nhóm nội dung về thương hiệu mà các bạn có thể làm. Thì đối với tôi quay trở lại cái dịch vụ của mình là dịch vụ một cái ứng dụng đặt phòng khách sạn. Thì cái nội dung đầu tiên mà tôi làm về thương hiệu đó chính là những cái nội dung về khuyến mãi, hay là những cái nội dung mà nhấn mạnh vào cái lợi ích và sự khác biệt của dịch vụ của mình. Thì các bạn có thể là xem xét tham khảo cái mẫu nội dung này. Ví dụ như là tôi đã nói là các bạn nào mà đang có muốn du lịch Vũng Tàu thì hiện tại tôi đang là sắp tới là cái dịp lễ rồi và dễ bị hết phòng và bị ép giá, thì đây là những cái phòng mà tôi sẽ hỗ trợ và đảm bảo chất lượng và giá cả. Nếu mà tôi sẽ hoàn tiền nếu các bạn không đảm bảo các cái tiêu chuẩn, thì tôi sẽ cho một cái đường link để các bạn có thể xem phòng, và các bạn thích cái phòng nào thì các bạn có thể đặt phòng ngay trên hệ thống đó. Ở nội dung thứ hai, tôi sẽ sử dụng những cái nội dung nhấn mạnh vào các hoạt động công ty để tạo cái sự tin tưởng hơn cho công ty. Thì tôi sẽ chia sẻ như nội dung ở trên này, thì tôi đang chia sẻ một cái cảnh làm việc tại công ty của tôi, hay là thì tôi sẽ viết những cái đoạn nội dung tức là mang tính là gần gũi để cho tạo cái sự thân thiện đối với thương hiệu. Nội dung thứ ba tôi sẽ làm đó chính là tôi sẽ sử dụng làm một cái clip về hướng dẫn mà thanh toán trên cái website, hay là hướng dẫn đặt phòng trên website của tôi, để mọi người mà nếu mà không biết thì có thể là vào xem cái clip này để làm theo được. Rồi, cái nội dung thứ tư thì tôi sẽ nói về các cái vấn đề về khi mà các bạn đặt phòng và cái giải pháp mà cái dịch vụ của tôi mang lại. Thì các bạn có thể thấy là tôi có làm những cái nội dung chính là như thế để có thể đại diện cho thương hiệu, là nói về thương hiệu, để các bạn có thể là xem xét và làm nhiều hơn, làm tốt hơn những cái nội dung này.